Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, tiểu vương Herodê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herodê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herodê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ suối bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta chặt đầu ông, đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay tường thuật lại cái chết của ông Gioan Tẩy Giả. Câu chuyện về cái chết của ông Gioan Tẩy Giả không dừng lại ở mặt lịch sử, nhưng nó nối dài lịch sử và vươn tới hiện tại chúng ta. Có hai câu hỏi rất lớn được đặt ra cho chúng ta hôm nay. Đó là tại sao người ta lại giết ông Gioan Tẩy Giả? Và cái chết của ông làm chứng cho điều gì vậy? Theo Kinh Thánh, thì ông Gioan Tẩy Giả phải chết vì ông dám nói lên sự thật. Chính ông vua Herodê biết ông Gioan là một ngôn sứ, mà ngôn sứ là người nói sự thật, nên ông Herodê thì thích nghe. Ông thích nghe sự thật nhưng lại không chấp nhận sự thật. Sự thật ở đây đó chính là vua đã lấy bà Herodia, trong khi ông Gioan nói vua không được phép lấy bà ấy. Còn về phía bà Herodia thì lại muốn đổi trắng thay đen, hầu có lợi cho bản thân mình. Thưa anh chị em, cũng giống như Herodia hay là Herodê thuở xưa, thì người Do Thái thời đó cũng đã giết Chúa Giêsu cũng chỉ vì không muốn chấp nhận sự thật và những lời nói chói tai của Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng. Từ những gương đó cho chúng ta suy nghĩ về đời sống Kitô hữu chúng ta hôm nay, thưa anh chị em. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy nghĩ đó là con người hôm nay thì thích tìm kiếm sự thật, nhưng lại không chấp nhận và sống theo sự thật. Cứ nhìn vào các trang mạng thông tin xã hội thì chúng ta thấy con người hôm nay người ta rất muốn tìm kiếm sự thật, nhưng lại không chấp nhận và sống theo sự thật. Đấy là một điều chúng ta dễ thấy. Ở điểm thứ hai, khi sự thật đó đụng chạm tới quyền lợi của bản thân thì người ta lại có xu hướng phủ định sự thật, phủ định chân lý. Phủ định sự thật hay là phủ định chân lý chính là cách chúng ta đang bóp méo lương tâm, làm ngơ trước tiếng nói của lương tâm. Và chúng ta còn thấy điều gì nữa? Đó là
chúng ta thấy những người dám lên tiếng để bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý thì luôn phải chịu đau khổ, chịu bắt bớ và thậm chí phải chấp nhận bị giết chết. Đó là những điều mà chúng ta đang thấy trong xã hội hôm nay. Và từ những cái điều đó khiến chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới gọi là thế giới kỹ thuật số. Người ta rất thích đi tìm kiếm sự thật, nhưng người ta lại không dám chấp nhận sống theo sự thật. Nhất là sự thật ấy khiến cho người ta mất quyền lợi, nhất là sự thật ấy khiến cho người ta phải thay đổi lối sống. Chúng ta thấy rằng mạng xã hội trong thế giới hiện đại hôm nay cung cấp cho người ta rất nhiều thông tin. Nhưng hỏi rằng trong những thông tin được cung cấp đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Những người làm thông tin nhiều khi biết cần phải truyền tải sự thật, nhưng họ đã làm ngơ, họ làm cốt để bảo vệ quyền lợi của mình hơn là để bảo vệ và lên tiếng cho sự thật. Còn những ai như chúng ta đã nói dám lên tiếng bảo vệ sự thật thì số phận của họ thì thật là tồi tệ. Họ đã chịu bắt bớ, họ chịu bách hại và họ đã bị ngồi tù chỉ vì dám lên tiếng cho sự thật. Thưa anh chị em, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta chọn lối sống nào đây trong một xã hội cần chúng ta phân định, cần chúng ta chọn lựa? Chúng ta chọn đứng về sự thật hay chúng ta chọn làm ngơ trước sự thật? Xin Chúa ban thêm đức tin, sự can đảm cho mỗi chúng ta. Amen.